về cho anh rằng bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ rằng chiếc kim may. Mẹ đang may hồ con quê hương quá đoa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấm vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang. Em ăn chưa ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đọng đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Trong giấc ngủ